Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đó với các bạn công thức làm món khô cá cơm rim để mà mình để dành ăn dần. Mình có thể là bảo quản ở keo, hũ nè, rồi mình ăn với cơm trắng vào những ngày mà giống như là mình quá bận rộn, mình không có nhiều thời gian để mình chuẩn bị món ăn á, thì đây cũng được xem như là một món đi cứu đói đó các bạn. Thì mình làm cái số lượng cũng tương đối để mình để dành ăn dần nha, ăn với cơm và đặc biệt đó là ăn được với nhiều loại rau sống nè, đó mình cuộn vào rau sống rồi mình ăn kèm rất là ngon luôn nha. Rồi để làm được món khô cá cơm rim thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là 300g khô cá cơm. Mình chọn cái loại khô cá cơm trong như thế này nè, loại khô mà người ta phơi khoảng 1-2 nắng đó các bạn, cũng như là người ta đã cắt bỏ đầu cá nè, người ta làm rất là sạch rồi. Nhưng mà khi mua về thì mình trước khi mình chế biến món ăn mình cần phải sơ chế lại cho kỹ nha các bạn. Mình phải sàng rồi mình phải rửa qua với nước. Rồi đây là 300g khô cá cơm. Rồi tỏi băm. Tỏi băm thì mình dùng một ít thôi. Rồi ớt băm, mạch nha và tương ớt Hàn Quốc. Không có thì các bạn dùng tương ớt Việt Nam vẫn được ha. Cũng như là nước mắm nè. Rồi rượu mè. Rồi bây giờ mình làm đến đâu mình chia sẻ đến đó nha. Món này cũng đơn giản lắm các bạn. Rồi mình quay gần cho các bạn xem nè. Đó, khô như thế này mới ngon nha các bạn. Rồi người ta đã cắt bỏ đầu khô hết rồi. Còn nếu như mà các bạn mà tìm mua cái loại mà khô người ta chưa cắt đó, thì về mình phải mất nhiều thời gian để mình loại bỏ cái đầu khô đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế nha. Thì khô này mua về thì các bạn nhớ là cho ra một cái sạn á, rồi các bạn sàng cho một cái rổ á, rồi các bạn sàng cho nó rớt hết những cái bụi bẩn đi. Bây giờ mình sẽ đi rửa nha. Rồi các bạn sẽ rửa cho nó sạch. Rồi ha các bạn, đây là khô cá cơm sau khi mình đã rửa sạch rồi. Đó, các bạn chút ra một cái rổ như thế này cho nó thật là ráo nước nha. Rồi trong thời gian mình chờ cho khô cá cơm nó ráo nước đó các bạn, thì mình sẽ đi rang mè. Lượng mè thì các bạn tùy sở thích mà các bạn cho ít hoặc cho nhiều nha. Ở đây mình cho khoảng 2 muỗng canh đó các bạn. Rồi mè đã bắt đầu vàng thì bây giờ các bạn tắt bếp ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi phi tỏi nha các bạn. Hôm nay là với lượng 300g cá cơm, khô cá cơm, thì mình sẽ dùng ở đây là khoảng một củ tỏi băm nhuyễn á. Rồi tỏi đã bắt đầu thơm và vàng đó các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ chút ra đó, các bạn tận dụng lại cái dầu tỏi này để một chút nữa mình đi chiên khô nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho dầu tỏi nha các bạn. Mình cho một lượng vừa đủ để mình chiên khô thôi. Rồi các bạn để lửa nhỏ, các bạn sẽ chiên khô nha các bạn. Rồi mình có thể là tăng lên mức lửa vừa cũng được nha các bạn. Rồi mình đảo. Đây là món khô cá cơm chim cay cay giòn giòn để mình ăn với cơm cũng như là các loại rau sống, dành cho những ngày bận rộn ha. Mình thường hay làm một mẻ như thế này nè các bạn. Rồi mình cho vào keo hũ á, để cho em mình đi học đó các bạn. Em mình thì ở ký túc xá thì không có nấu ăn được đó. Thì mình hay làm như thế này nè, để cho em mình mang theo để mà ăn dần ha. Rồi các bạn chiên cho đến khi các bạn thấy là khô cá cơm của mình nè, đó nó vàng như thế này là được ha các bạn. Và cái lượng dầu các bạn chiên cũng vừa đủ nha, đó không dư nha các bạn. Các bạn có thể là chiên vàng giòn hơn của mình nha. Ở đây thì mình chiên vàng khoảng 80% thôi. Đó. Rồi các bạn chỉnh về mức lửa nhỏ nhất luôn nha các bạn. Còn mà trường hợp mà các bạn sợ khô cá cơm của mình nó bị cháy khét thì các bạn có thể là tạm thời tắt bếp nha, để mình cho những cái gia vị tiếp theo vào. Rồi các bạn cho vào đây là 2 muỗng canh nước mắm nha. Gia vị nêm nếm thì tùy theo sở thích các bạn nè. Các bạn thích đậm đà hơn thì các bạn sẽ nêm đậm hơn của mình. Ở đây mình làm để mình ăn với cơm nha các bạn. Rồi các bạn cho vào đây khoảng 1 muỗng canh. 1 muỗng canh vung mạch nha. Không có mạch nha thì các bạn sẽ
cho đường. Đó các bạn, khoảng một muỗng canh vung thôi. Rồi tương ớt Hàn Quốc nha các bạn. Đó, không chỉ đem lại màu sắc đẹp mắt cho món khô cá cơm mà còn tạo cái vị cay nữa các bạn. Thì ở đây mình ăn cay cũng không có được giỏi nha, mình cho vào đây nửa muỗng canh thôi nha các bạn. Như thế này thôi. Bạn nào mà ăn cay giỏi hơn thì các bạn sẽ cho nhiều hơn của mình. Rồi bây giờ các bạn bật bếp trở lại thì các bạn sẽ đảo đều. Mình cũng để mức lửa nhỏ vừa thôi nha các bạn. Sau khi bật bếp trở lại, các bạn cho thêm vào đây một muỗng canh rượu. Ở đây mình dùng rượu nếp đó các bạn. Rồi lúc này các bạn có thể là tăng lên mức lửa lớn nhất. Mình tăng nhanh nha các bạn. Rồi mình cho hết mè và tỏi phi. Sau đó các bạn đảo nhanh rồi mình tắt bếp nha. Rồi được rồi đó các bạn, tắt bếp ha. Quá ngon luôn. Màu rất là đẹp ha các bạn. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ cho luôn cả ớt vào. Tranh thủ lúc nó vẫn còn nóng thì mình cho ớt tươi vào luôn. Rồi mình vắt vào đây nửa quả chanh nhỏ. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món khô cá cơm rim cay cay giòn giòn. Và khi nào ăn thì các bạn thích có vị chua, các bạn sẽ cho thêm nước cốt chanh lên nha. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món ăn này của mình, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món khô cá cơm rim này nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye.